Nữa ban tổ chức xin được trang trọng kính mời tất cả quý vị còn đứng ở phía ngoài. Xin quý vị vui lòng ổn định chỗ ngồi để chương trình nhạc đấu tranh được bắt đầu. Phần đầu ban tổ chức đã trao cho ban tổ ca chúng tôi rất là hân hạnh và vui sướng. Bài thơ của nhà thơ Lý Nhân Bản, Vũ Hùng phổ nhạc, bài hát mang tên Dậy Mà Đi xin gửi cho quý vị trong buổi sáng hôm nay. Nơi đây vị chủ tọa sẽ đến, xin quý vị chuẩn bị. Kính thưa quý vị, xin quý vị đứng lên nghiêm chỉnh để đón vị chủ tọa. Lễ quân chú ý. Nghiêm. Cảnh nghiêm. Nghiêm.
để em xuống. Xuống. Ba hồi chiêng trống. Vị trí hành lễ. Xin lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Republic of South Vietnam National Anthem. Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. American National Anthem. Súng chào. Bắt. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Who see, can you see by the dawn's early what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes in bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we so gallantly streaming in the rocket's red glare, the bombs bursting.
quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Đem xuống, xuống. Sau đây là một phút mặc niệm, a moment of silence. Một phút mặc niệm để chúng ta cùng đốt nén hương lòng tưởng niệm và tạ ơn tiền nhân đã dày công dựng nước. Một dải giang sơn gấm vóc từ hải Nam Quan đến mũi Cà Mau để tưởng niệm các anh hùng liệt nữ đã hy sinh để bảo toàn lãnh thổ, để tưởng niệm và ghi ơn vị nguyên thủ quốc gia cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã khai sáng nền dân chủ Cộng hòa cho Việt Nam, và các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng như đồng minh và đồng bào đã bỏ mình để bảo vệ đất nước trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản. A moment of silence to remember to those who fought and sacrificed for the freedom. Súng mặc niệm, bắt! Điểm chấm dứt. Đem xuống, xuống. Bế quân hiệu. Liên quân chào tay, chào. Toàn quốc quân kỳ rời vị trí. Liên quân, phút! Thảo Diên, Huy! Chưng! Phần nghi thức đến đây chấm dứt. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Phần, đai, chưng! Liên quân, nghiêm! Rời vị trí hành lễ. Ladies and gentlemen, the presiding officer today is the ex-colonel of the RVA and Armed Forces. He graduated from the Military Academy of Warfare Thủ Đức 1955. I haven't been born yet. Served in the Marine Corps. Through time, he held the position as Assistant Commander of the Vietnam Military Academy in Da Lat, Chief of Staff of Special Region Thủ Đô, and the last position is Commander of the Special Region Rừng Sát. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Ladies and gentlemen, put your hand to the altar and welcome the presiding officer, Colonel Cổ Tấn Tinh Châu. Trân trọng kính mời trưởng ban tổ chức là anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và một khuôn mặt cũng rất quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua. Và anh cũng là người đang ứng cử chức vụ giám đốc sở vệ sinh của thành phố Westminster. Kính thưa quý vị trưởng thượng, quý vị dân cử, quý quan khách, quý cô chú, bác, quý đồng hương và cùng các bạn trẻ. Đại diện ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý vị quan khách hôm nay. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ mãi câu nói bất hủ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm: nếu tôi tiến, các ông hãy tiến theo tôi. Nếu tôi lui, các ông hãy giết tôi. Và nếu tôi chết, các ông hãy theo gương tôi.
những câu nói lịch sử này không chỉ mang lại những ý nghĩa sâu sắc đối với các chiến sĩ của ông trong giai đoạn đó, nhưng đồng thời là những lời nhắc nhở, mời gọi cho những người trẻ chúng tôi ngày nay. Tinh thần bất khuất của chiến sĩ Ngô Đình Diệm, một lòng vì nước, vì dân, đã phải hy sinh tính mạng cho tổ quốc dân tộc. Người trẻ chúng tôi không chỉ theo gương, nhưng sẽ nối chí tinh thần Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để cùng tưởng nhớ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hai bào đệ của ông là ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn. Năm vị tướng đã tuấn tiếc sau ngày 30 tháng 4, tướng Trần Văn Hai, tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Nguyên Vĩ, tướng Lê Văn Hưng và hàng trăm ngàn chiến sĩ dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Và hơn hết, chúng ta vinh danh và tuyên xưng chính nghĩa của người quốc gia chống cộng cương quyết bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc. Tổng thống Ngô Đình Diệm, biểu tượng xứng đáng của người quốc gia, đời sống cá nhân của Ngài, thành quả sự nghiệp của Ngài nói lên một sự thật rõ ràng và hiển nhiên. Chính nghĩa quốc gia là con đường đúng đắn nhất. Chính nghĩa quốc gia đã và có thể mang lại hạnh phúc, độc lập cho dân tộc Việt Nam. Con đường xây dựng một xã hội dựa trên sự nhân ái, liêm khiết và vị tha là con đường đưa xã hội Việt Nam đến ấm no hạnh phúc. Tôi cũng nhắc lại, trong thời gian ngắn lãnh đạo đất nước, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện được việc mà cả thế giới cho là một phép lạ, định cư 1 triệu đồng bào di cư từ miền Bắc. Cùng một lúc, Tổng thống được sự chung sức đồng lao đồng khổ của đồng bào xây dựng một xã hội an bình, ấm no, nhân bản, lấy sự tôn trọng nhân vị con người là nguyên tắc căn bản. Ngày nay, thưa quý vị, chúng ta thấy gì trên quê hương Việt Nam? Nhân phẩm con người bị chà đạp, đồng bào Việt Nam sống trong cảnh lo sợ, bị đánh đập một cách vô cớ bởi bọn ác tâm cộng sản vô thần. Chiến sĩ Ngô Đình Diệm đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngài nhìn xa, hiểu rộng, tiên đoán được thời cuộc có thể xảy đến. Ngài không sợ cái chết và sẵn sàng đối diện với tử thần nếu Tổ quốc bị lâm nguy. Có nhiều người trong chúng ta đã ví cố Tổng thống như một vị tiên tri thời đại. Lời tuyên bố của ông thời đó mà nay là sự việc xảy ra lại cận kề. Ông tuyên bố, nếu bọn Việt Cộng thắng thì quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa Cộng sản. Hơn nữa, toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Kính thưa quý vị, ngày nay hiểm họa mất nước đã gần kề, nhà cầm quyền cộng sản đã dâng biển và nhu nhược trước sự xâm lăng của Trung Cộng. Chúng ta, đồng bào hải ngoại và đồng bào quốc nội, không thể đứng nhìn một đảng phái cầm quyền sẽ hủy hoại công trình dựng nước, giữ nước của cha ông chúng ta. Kính thưa quý vị, trong thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, kinh tế Việt Nam Cộng Hòa ở mức độ cao hơn Nam Hàn. Khi nhìn vào sự tiến bộ của Nam Hàn, ngày nay chúng ta sẽ không khỏi xót xa cho số mệnh nước Việt Nam và thèm cảm mến và biết ơn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và vì thế, công đức của Ngài không giới mực nào kể xiết, gương hy sinh của Ngài luôn sáng ngời trong tim mỗi người hiện diện ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện của quý vị và xin quý vị tha thứ cho nếu có những thiếu sót. Và hãy nói gương Ngài, chúng ta cương quyết tranh đấu
cho một quốc gia Việt Nam tự do, phú cường và độc lập. Xin trân trọng cảm ơn quý quan khách và đồng hương. Ladies and gentlemen, we are gathered here today in memory of President Ngô Đình Diệm, the first president of the Republic of Vietnam. Together with our military and civilian compatriots, we have sacrificed their lives for the cause of freedom. With intellect, integrity, and courage, President Diem led the Republic of Vietnam through periods of harsh difficulties. During the first few months of his administration, he and his compatriots were faced with an impossible task, the settling of millions of refugees from North Vietnam. Through their tireless efforts, the South Vietnamese people, under leadership of President Diem, executed and resolved the impossible task of assisting a million of refugees to settle down and to have a place to call their own. Together, within 3 years, they built a safe, humane, and prosperous society. President Eisenhower once said, "He is a miracle man." Today, we proudly proclaim President Ngô Đình Diệm as our leader. He and the people of South Vietnam has proved that we can defeat the communism, where we can all strive to build a society where freedom and human dignity are respected. Let us follow his example, resolve to continue our fight for a proper, humane and free Vietnam. Thank you very much for coming. Your friendship and your support is greatly appreciated. Thank you. Chúng tôi xin được giới thiệu vị chủ tọa buổi lễ ngày hôm nay. Next will be the speech of the presiding officer. Xin kính mời Đại tá Cổ Tuấn Tinh Châu. Ladies and gentlemen, Colonel Cổ Tuấn Tinh Châu. Quý quan khách, kính thưa quý đoàn trưởng, kính thưa quý chiến hữu và anh chị em. Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2016, chúng ta đã quy tụ về đây để làm lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến người, đồng thời cũng cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào vị quốc giao thân hy sinh vì chính nghĩa quốc gia. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã thành lập nền đệ nhất Cộng hòa và là vị Tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam, ngăn chặn được làn sóng xâm lăng của Cộng sản miền Bắc, giành lại toàn vẹn chủ quyền quốc gia khi tuyên bố rút ra khỏi Liên Hiệp Pháp. Nền Cộng hòa thể chế tự do dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã đến với dân tộc chúng ta ngày 26 tháng 10 năm 1955. Từ đó, quốc gia Việt Nam trở thành quốc gia Việt Nam Cộng Hòa với đầy đủ tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Dù trong hoàn cảnh đất nước gặp bao nhiêu khó khăn mà vẫn tạo được 9 năm an bình, đi vào một thời kỳ thịnh vượng. Chúng ta đến đây không phải để vinh danh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng ta đến đây để ngưỡng mộ tinh thần người. Chúng ta không than phiền về những thị phi mà một số người đã dành cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng ta cũng chẳng hề phê phán về những ý kiến của những người đã ân cần. Chúng ta không ca tụng hay tâng bốc cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà chúng ta đang nói lên sự thật
về một người lãnh đạo của miền Nam Việt Nam. Đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tinh thần Ngô Đình Diệm được thể hiện qua những sự kiện lịch sử mà cá nhân Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chấp nhận mọi cam go do chính bản thân mình trong bối cảnh lịch sử vào những thời điểm và giai đoạn vô cùng đen tối. Đây là cơ hội chuyển giao cho thế hệ nối tiếp về tinh thần của chiến sĩ Ngô Đình Diệm, là người đã đưa miền Nam Việt Nam thoát khỏi cảnh đô hộ của thực dân Pháp và hiểm họa cộng sản do Hồ Chí Minh đem về. Nhiều sách vở và tài liệu đã nói về cuộc đời chính trị và riêng tư của Tổng thống Ngô Đình Diệm, một lãnh tụ cương trực, khí khái, chống cộng cố hữu, cũng như bướng bỉnh với đế quốc, bất luận Pháp, Tàu hay Mỹ. Tổng thống Ngô Đình Diệm là người công bằng, không thiên vị, đầy lòng vị tha, có một đời sống đạo đức. Đó là tinh thần độc lập và nhân bản với tinh thần đoàn kết, là những yếu tố cần thiết để tạo nên một sức mạnh diệt nội thù và đuổi ngoại xâm. Cách đây hơn nửa thế kỷ, chế độ Cộng hòa đã được khai sinh cùng các quốc sách được ban hành như khu trù mật và áp chiến lược. Đây quả là một đối sách đúng đắn và vô cùng lợi hại của chính quyền lúc bấy giờ. Quốc sách áp chiến lược được thực hiện rất hiệu quả là tách rời du kích cộng sản ra khỏi dân chúng nông thôn. Du kích quân và hạ cơ sở của chúng gần như không còn chốn dung thân. Cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải lựa chọn. Một là ra hội chánh, hai là bị tiêu diệt. Về người nông dân, còn có chương trình người cày có ruộng, là một cuộc cách mạng xã hội thay đổi tận gốc rễ nông thôn miền Nam. Chương trình được thực hiện trong ôn hòa, dựa trên tinh thần tôn luật pháp, hòa giải hòa hợp xã hội, một mặt tôn trọng quyền lợi của chủ đất, khôi phục và bảo vệ tư hữu đất đai, mặt khác giúp toàn thể nông dân có ruộng cày. Tháng 4 1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm cho thành lập quốc gia nông tích cuộc, cho nông dân vay tiền một cách dễ dàng, nhẹ lãi, không đòi thế chấp hay người bảo lãnh. Tổng thống Diệm luôn luôn ưu tư số phận của những con côi và quá phụ của tử sĩ. Tổng thống Diệm tìm cách giúp đỡ tinh thần và vật chất chắc cho họ bằng cách cho xây cất hầu hết trên toàn quốc những trường quốc gia nghĩa tử. Con em chiến sĩ trận vong được vào học miễn phí, các học sinh xuất sắc được cấp học bổng du học ngoại quốc. Chỉ 2 năm sau ngày nền đệ nhất Cộng hòa được thành lập, nhiều trường trung học và tiểu học đã được thành lập thêm. Số học sinh trung học đã tăng lên 40%, số học sinh tiểu học đã tăng lên 60%. Trong những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, chính quyền của ông đã gặt hái được những thành quả lớn lao. Nhiều bệnh viện đã mọc lên, nhiều đường bay đã được thiết kế. Đáng kể nhất là cải cách ruộng đất, và thành quả lớn nhất là xây dựng được một quân đội Việt Nam Cộng hòa hùng mạnh để bảo vệ đất nước. Năm 2013, lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm rất đặc biệt, mang ý nghĩa lớn lao. Thật cảm động với sự có mặt của tuổi trẻ Việt Nam tại nghĩa trang Lai Thiêu. Còn ở Nam Cali, khi nhìn thấy tràng hoa phúc điêu của Phật tử đã nói lên tinh thần đoàn kết của tôn giáo, thật là điều đáng quý. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2015, tức ngày giỗ lần thứ 52 của Tổng thống đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm, có khoảng 200 người đến viếng mộ ông và gia đình ở nghĩa trang Lai Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương. Lần đầu tiên, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế làm lễ tưởng niệm có cả vòng hoa.
đông đảo người dân đến thắp nhang và viếng mộ cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Các cụ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa kính cẩn giơ tay chào cố tổng thống trong khói hương dì gốc. Dân chúng Việt Nam thương tiếc cho một con người đầy đức độ với lòng yêu nước mãnh liệt, cả đời kiên trì tranh thủ cho độc lập quốc gia, cho tự do dân tộc, cho hạnh phúc đồng bào. Có thể nói rằng nếu không có sự va chạm chủ quyền, nhất là nếu ông Diệm không xử sự như tổng thống của một quốc gia có chủ quyền, thì những vụ xáo trộn năm 1963 đã không xảy ra. Cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm kéo theo một thảm trạng của miền Nam. Cuối cùng, chỉ vì muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia nên bất đồng với người Mỹ, dân tộc Việt Nam luôn ngẩng cao đầu hãnh diện. Có một vị lãnh đạo không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước ngoại bang, dù đó là người Pháp, người Tàu hay người Mỹ. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng được một nước Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ, thanh bình ấm no cho người dân tại miền Nam, mà một thời đã được thế giới công nhận là hòn ngọc Viễn Đông. Các tài liệu lịch sử ghi lại, bên cạnh quốc sách chống cộng mạnh mẽ xây dựng đất nước phồn thịnh, dù thương hay ghét, chúng ta đều phải công nhận rằng tổng thống Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, một vị lãnh đạo đức độ, vì dân vì nước, quyết không cúi đầu lệ thuộc ngoại bang. Đó là một quốc gia đồng minh, người rất xứng đáng cho chúng ta kính nhớ và tri ân. Đối với những thế hệ mai sau, cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm vì kẻ thù cộng sản và đồng minh đều xem như là một mối đe dọa cần thiết phải triệt hạ. Đó là một bài học quý giá về kinh nghiệm chống đế quốc của thân phận của một nước nhược tiểu. Xin cảm ơn sự lắng nghe quý vị. Qua bài diễn văn của Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu, cá nhân của Minh Phượng nhìn thấy rõ hình ảnh của quý vị ngồi ở dưới khán đài. Ai cũng xúc động với tâm tình dành cho cố tổng thống của chúng ta. Và khi nhắc tới Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông, đó là tại miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, hình ảnh sau đây sẽ được dựng lại trên khán đài này trước khi chúng tôi tiếp nối với những tiết mục đặc biệt khác nữa, với phần trình diễn của ban tù ca Xuân Điềm. Khi quý vị nhìn những hình ảnh này, chúng ta nhớ tới về lịch sử của người Việt của chúng ta, một cuộc di cư lịch sử 62 năm trước đã đưa hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Và từ đó, một chính thể đệ nhất Cộng Hòa ra đời. Dù được 9 năm ngắn ngủi, nhưng nước Việt Nam của chúng ta đã trở thành hòn ngọc Viễn Đông tỏa sáng khắp thế giới, khắp năm châu. Và thưa quý vị, hình ảnh này được các anh chị thành viên của ban tù ca Xuân Điềm sẽ dựng lại cho chúng ta, và rất có ý nghĩa trong chương trình đặc biệt lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm và các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong năm nay. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta đón tiếp màn nhạc cảnh về miền Nam với ban tù ca Xuân Điềm. Ladies and gentlemen, the next show will present the situation of the North Vietnamese evacuated from the communists in the North in 1954.
after the Geneva Convention that separate the Vietnam to two regions, the north controlled by communist regime and the south is of the people of the Republic of Vietnam. Kính thưa quý vị, sau đây là màn hoạt cảnh của ban tù ca Xuân Điệp. Tên của nhạc cảnh là Về Miền Nam. Thu năm qua đoàn người đi xót xa, mang tâm tư hằn sâu thương thiết tha. Hôm nay đi nghe tiếng sóng dạt dào, nghe tiếng gió nghẹn ngào, nhìn làn mây buồn trôi. Giờ chìm trong khói sương, mây bao la gợi sầu ai viễn phương. Bên kia sông ai nỡ cắt đôi đường, rêu rắc môi u buồn, tìm đâu tình cố hương. Ra đi xa mãi tranh thân yêu, xa bến sông cô liêu với hình dáng quê nghèo. Đêm nay ta lặng ngắm mây trôi, nhớ về phía xa xôi, hằn sâu dâng đầy vơi. Xa quê hương một chiều khi viễn phương, bao tâm tư hẹn ngày vui khắp nơi. Thăng Long ơi, không biết tới bao người đang sống với mong chờ ngày vui về cố hương. Đi đi nhanh đi các cháu ơi.
Từ giã bà đi, đi theo cô, nhanh 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 lên, nhanh lên các cháu ơi, nhanh lên. Bà, con không muốn đi bà. Bà, con không muốn đi, con muốn đi bà, con không muốn đi đâu bà. Đi con, đi theo cô chú. Coi tao hù rồi, đi, nhanh lên, nhanh lên. Bà, con không muốn đi, con muốn đi bà, con không muốn đi đâu bà. Đi con, đi. Đừng buông lên nào bao thanh niên yêu nước, cuộc về đây miền Nam còn nhiều đất xa, theo thế chân mùa xưa ta tiến lên đường đi, bao năm mưa sương gió nào nay chỉ sông nào thân đất tươi lên, sông nào sẽ đặt tim tôi, sông nào có chết thân yêu Việt Nam ơi, sông buồn không được tan thương, sông sâu nước mắt quê hương Việt Nam ơi, đi về miền Nam, miền vương thơm bông lúa trong ngập cây đông. Đi về miền Nam, miền xanh tươi đất rộng chung nhà xa, xa vời đã một thân yêu, tây hồ nước vẫn trong veo, liền đường từ nào xa nhau. Miền Nam có nắng thanh bình, có đồng lúa đẹp, có tình quê hương. Tới đồng xanh 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 nồng lúa xanh, ta cùng chén vai đem tay góp sức tăng ra cho người người vui hòa, cho người người vui. Đường cây hôm qua tươi lên ngàn bông lúa mới, ôi duyên dáng đồng ơi, về đâu mang tin rằng giờ đây ta sống với bình minh, tiếng ca trong lành, tiếng hát lừng trời xanh, đẹp biết bao tâm tình. Tình là tình nồng thắm buộc lòng mình vào núi sông, tình mến quê tranh hiến hòa bình cho Đồng Tháp Cà Mau, quê hương đẹp ta người nông thôn quen sương gió góp san lao cho được mùa mong cầu. Ladies and gentlemen, this is the life of the people of South Vietnam after being evacuated from the north from the communists. Non sông đón bình minh, gắng lên với ngày này ta cùng tươi đồng xanh, rồi sống nó lành. Đây quê hương thân yêu miền Nam, lắng lên huy hoàng, đẹp mùa vui sáng.
Việt Nam, anh linh còn trong thế phong. Muôn ngàn năm đấu tranh vì tự do. Việt Nam trong cơn lần than sóng gió. Mau vài nước mắt thầm loang ngập trời đông. Vì ai, vì ai đây, vì ta đây, nơi xa xôi cho toàn dân sống đời yên vui đây. Ngõ Long Vương, người về đây, anh minh thần liêm nêu cao uy danh. Ngõ Long Vương, người về đây, nhớ dân tộc đen. Tân tàu kèn, vinh quang chiến thắng.